Từ ngày 23 tháng 8, trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19 và yêu cầu đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tăng cường 100 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên chi viện cho Bà Rịa Vũng Tàu. Hơn 30 ngày đêm sát cánh cùng lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, những cán bộ chiến sĩ Cảnh sát cơ động khu vực Tây Nguyên có mặt tại 34 điểm chốt, khu vực cách ly tập trung, cùng tham gia tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự ở mọi điểm nóng về dịch bệnh, an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ, huyện Xuyên Mộc, huyện Châu Đức. Trong cái thời gian đó một tháng, thì cán bộ chiến sĩ quyết tâm cao đã phân công nhiệm vụ cho các cái tổ, các cái chốt để tuần tra kiểm soát cái phương tiện con người ra vào để đảm bảo được cái tình hình dịch bệnh. Cán bộ chiến sĩ xác định rõ cái trách nhiệm, nêu cao cái tinh thần, cùng chung sức chung lòng, phối hợp với lực lượng công an địa phương, chính quyền địa phương, đồng thời cũng được sự quan tâm tạo điều kiện, cán bộ chiến sĩ chúng tôi đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ. Nhận nhiệm vụ tại Bà Rịa Vũng Tàu, mỗi cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên đều phát huy tinh thần tự giác, gương mẫu, giữ đúng lề tiết tác phong khi thực hiện nhiệm vụ và lập nhiều thành tích như phối hợp cùng các lực lượng công an phường bắt giữ, lập biên bản 6 đối tượng ma túy, 31 đối tượng đánh bạc, 1 đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích, thu giữ 4 xe máy. Sự có mặt của lực lượng Cảnh sát cơ động Tây Nguyên cũng góp phần ngăn chặn, răn đe, hạn chế được một số nhóm đối tượng có ý định phạm tội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cán bộ chiến sĩ Cảnh sát cơ động luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân, đảm bảo trực chiến tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó góp phần kiểm soát và đẩy lùi dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, nguy cơ khôn lường, nhưng 100% cán bộ chiến sĩ luôn kiên định nhận mọi nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ và phương tiện. Theo kế hoạch, đến hết ngày 30 tháng 9, 100 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên sẽ rút quân trở về đơn vị nhận nhiệm vụ mới. Thời gian còn lại của lực lượng làm nhiệm vụ trên địa bàn không nhiều, nhưng với những kết quả đã được, cơ bản là đã khống chế được dịch bệnh trên địa bàn. Điều đó là rất đáng ghi nhận và vui mừng.